Chào các bạn, hôm nay đoàn của mình là đi chơi tới ngày thứ ba, ghé chỗ mà người ta bán rượu sim. Rượu sim là một đặc sản của Phú Quốc nha các bạn. Mình cũng vô thử để mình xem coi nó như thế nào, gặp cũng mua thử, mình uống thử cho biết ha. Đây, đoàn của mình đang đi. Đây là những đoàn của mình. Trong đoàn của mình đây. Đây, mình sẽ quay một chút xíu gì loài cây sim. Ở đây là cây sim. Các bạn. Cây sim này các bạn. Đó. Người ta sẽ có, đây là hoa sim. Các bạn thấy không? Hoa sim. Đó, để mình kiếm cô có trái không? Thì người ta làm sao người ta làm rượu được. Đây. Sim nha các bạn. Đây là những cái sim. Và cái chỗ người ta làm rượu rồi người ta cũng có trồng cái loại cây sim cho mình biết. Ha. Rồi. Rồi bắt đầu mình đi vô. Đi vô phần trong này coi. Nơi đây là chắc có lẽ là nhà nơi sản xuất rượu sim. Đây. Trong này là nơi sản xuất rượu sim. Đây, đây. Rượu rừng sim bên đây hả? Còn bên đây là sản xuất sim, là nơi đây là nơi ủ rượu ạ. Ủ rượu ha. Rồi coi một chút xíu về bên rừng sim đi. Đây. Đây là sim hầu như người ta trồng. Sim này người ta trồng. Màu nhạt là màu trắng à. Vậy hả? Dạ. À, như vậy là bây giờ nó còn màu tím nè. À, dần dần ra là nó thay đổi màu. Ấy vậy chị, sao em thấy là đi ngoài dọc đường mình thấy là cái sim cái bông nó màu tím đúng không? Cái tím. Đó là cây mua. Cái đó là cây mua chứ không phải cây sim mà. Nó giống cực kỳ cái này luôn, nhưng cái kia nó tím sậm luôn. Cái tím sậm luôn. Cái lá nó bị nhánh. Rồi cái trái nó đâu rồi ta? Dạ cái trái này à, chú. Trái nhóc luôn nè. Đúng không? Tái nó giống như tái mua nhưng mà điều nó đúng rồi. Cái này nó có cái ấy là gọi lại nó có khi cái mua là nó có muối. Cái mua này là không có muối. Nó không muối, tái mua nó có muối nhưng mà nó rất nhám. Dạ đúng rồi, nó nhám lắm luôn. Cái bông nó cực kỳ tím luôn. Vậy cũng rành quá ta. Ơi, chứ mua là anh nói là em là nhóc. Vậy hả? Rồi chừng nào mình mới hái nó vô mình hái rượu ha, dạ, làm rượu. Dạ, chừng nào cái trái của nó này, trái này là chú nó màu tím á. Nó tím sậm xuống mình mới hái nó vô, còn này là trái nó còn sống á. Chiều, không, dạ có, mình đi sâu trong trọng á, mình ngồi xuống mình sẽ thấy trái sim chín. Rồi, gia đình mình có thể dùng hai trái sim chín, mình dùng mình đừng hái hoa, đừng hái cành, đừng hái trái sống dùng con nha. Rồi, thử thôi. Dạ, mình có thể hái, con có thể cho mọi người dùng hái dùng thử á. Rồi. Chứ dạ? Có hái dùng thử, mình lấy nguyên cái bịch dữ dạ. Dạ, cho anh Chanh tới thử đây đầu tiên nè. Đâu, nó đó hả? Ừ. Đây, trái sim này các bạn. Đây. Có một trái sim chín. Đây, mình thử nha. Để coi xem sao. Dừa sim nhỏ quá mà sao. Đây. Đây sim. Bạn thấy không? Chưa thử. Thử hả? Còn mình làm rượu là mình nó hơi lạc. Nó lạc thôi chứ nó không có gì hết. Không, với sim này cực kỳ rất ngọt. Bởi có hai cái chín cho chú ăn. Vậy hả? Dạ, cái sim này rất ngọt. Cũng có lý ạ. Nó hơi lạc. Cũng được. Ừ, cũng được. Nó ăn cũng hơi ngọt ngọt. Nhưng mà mình hái trái chín đó, nó mới... Cũng ăn. Cũng được các bạn. Cũng đây, sim. Mình ăn gần hết rồi. Nó tím như vậy. Rồi. Chú cảm ơn. Đây là cô hướng dẫn nha. Đó. Cô mới tặng cho mình trái nữa. Đây. Thử một trái nữa nha. Ừ. Không phải là nó không ngọt, nhưng mà ngay chút khúc mình cắn đầu tiên á là chỗ đó không ngọt. Dạ, nhưng mà tại vì mấy cái trái con hái chú hình nó chưa có chín mọng, cái chín mọng mà nó màu đen đậm luôn á, nó cực kỳ ngọt luôn. Tại vì khách du lịch nhiều quá, người ta hái hết rồi.
cũng đây mình ăn trái này là trái thứ hai, cũng cái khúc đầu á mình cắn á thì nó hơi bị lạc, làm như nó ngọt là ngọt khúc sau này, nó hơi ngót ngót, nó hơi chua chua. Cái trái đó nó cũng ăn cũng nói chung được được đó, cũng hợp lý, cũng được. Đây các bạn thấy không, đây mình một trái mình ăn vừa xong nè, cái cơm của nó là màu đỏ đỏ như vậy, ăn cũng được. Mình thấy đây các bạn thấy không, đây nè, cái này trái này là nó còn bắt đầu chín nè, đây ha, cái này bắt đầu chín đây, trái này nó cũng dần nó cũng muốn chín rồi nè, không rồi cũng nè, cái này tốt ghê ta. Rồi chút xíu nữa người ta mời mình đi vô thử rượu các bạn. Thử cũng như người ta quảng cáo, người ta cho mình thử trước cái rượu sim như thế nào vậy đó. Mà mình đi để đi coi. Mình cũng đi coi cái sim này nó người ta chế biến như thế nào. Mình cũng biết cách thức về làm bên rượu á, nhưng mà như rượu chuối nè, rượu nho nè, vợ mình cũng có làm rồi. Đây chim chín quá nhiều các bác, đây chim này, chín này, bà thấy chín không, đây chín nè, quá nhiều bà thấy thôi mê, thấy mê chết ta. Mình đi vô ngay tủ rồi, ngay tủ rượu rồi, đây bà thấy có ly ghê ta. Cái tên nào? Đây. Nè. Thử coi. À làm thử cắn thử cái phát biểu trên đây. Ăn thử coi. Cái coi. Ừ, ăn thử cái sao? À, nó hơi ngọt ngọt. Nó hơi ngọt ngọt phải không? Ngoài ra nó thử mới cắn rồi nó hơi cái vị chát chát. Thì thấy cũng vậy đó. Đúng. Đây là làm em. Đây. Đây. Giờ lần tới kiếm cho thử phóng viên nhà báo này ảnh đâu nó chưa chùm hành một tím, mà một tím nó mới chín. Nó như vậy đi thì mình có mấy có mà ăn chứ cứ đợi. Do nó chưa được chín cho lắm nên nó có vị hơi chát chát nhưng mà vẫn ngọt. Tím mà nứt như vậy. Rất là ngon. Ăn vị rất là mình cắn có một cái hương vị đặc trưng riêng ha. Rồi cũng được lắm. Không, mình đi vô đây mình cũng có một cái giường, trước tiên là có một cái giường để mà mình tham quan ha. Rồi sau tiếp đó là bắt đầu cái mình qua bên bên khâu mà chế biến. Đây một trải nghiệm lần này cũng đặc biệt lắm, đơn sơ và quan giả nó, nhưng mà nó rất đẹp đây. Đây là coi như là mình nói kia là đồi hoa sim. Ôi những đồi hoa sim. Làm bán luôn vợ. Bán luôn à, bán đồi hoa sim luôn. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Ngày nay buổi sáng chứ không phải là buổi chiều. Đây quá đẹp. Rất đẹp nha. Đây, mình đi thu gì bây giờ đang đi ruồn vô trong cái này nè, một rừng đồi hoa sim. Một đồi hoa sim tím. Đây các bạn thấy không? Đây. Lo đi hái mà kiếm cây chín mà. Đây mẹ có ăn cái chín chưa nè? Có. Có quay phim không? Đây các bạn thấy không? Đây. Đây. Cái nào ăn cái nấy để thôi vô người ta không cho mình đem về. Dạ hả? Ok đem về hả? Sao ăn sim mình phát biểu ý kiến coi. Sim này nó cũng nếu mà trái chưa chín thì nó hơi chát chát ha. Nếu mà nó chín rồi thì nó có cái hậu ngọt ngọt. Rồi đây. Đây là một anh là ở trong đoàn mình đi chơi luôn.
À. Cái sim này là chỉ cần lọt cái vỏ mỏng ở ngoài thôi là mình có thể ăn được rồi. Rồi, rồi cảm ơn anh. Rồi. Quá. Ha. Vô trong này đây là một cái chỗ cũng như là trải nghiệm của là cây sim và rượu sim, tức là một đặc sản của Phú Quốc nha các bạn. À. Rồi. Đây một là coi như là một cái clip mình làm mình rất thích luôn. Tức là mình đi làm những cái chỗ nào thấy nó được như vậy nè các bạn. Mình cũng muốn chia sẻ trên cộng đồng mạng và clip để cho người ta biết về cái một cái đặc sản của Phú Quốc ha. Ủa nó không cho em về hả? Phải nói gì chứ đâu phải đâu hả? Rồi, sao? Nè, làm thử trái coi. Quá ngon, quá nè. Ngon. Làm thử coi. Để ăn luôn hả? Ừ, ăn ai biết đâu, ăn đâu phải rồi ăn miếng đi rồi có ý kiến coi 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 sao. Không, mình ăn được luôn cái cỏ. Ủa vậy hả? Đây là ông anh mình, ông anh Phú cùng đi trong đoàn chơi này luôn, rồi anh cũng có ăn thử coi coi anh có ý kiến coi làm sao. Quá ngon, được phải không? Quá ngon. Ừ, rồi đây là cũng nhiều người có ý kiến là hầu như là đồng tình là ok hết đấy, thấy không? Mình cũng thôi rồi, bây giờ mình cũng đủ rồi, ăn coi chừng hết đồ sim của người ta. Thôi mình vô mình được bắt đầu không? Mình câu rồi. Bây giờ qua chương trình mới là bắt đầu mình đi coi người ta cách sản xuất rượu sim nha. Rồi xin mời các bạn cùng đi theo nha. Đi vô một cái rừng sim này các bạn nhé, cũng đời ra tới nơi rồi. Đây rồi, bây giờ mình tới khu cái khâu bên mà nhà sản xuất rượu sim. Ấy sao không vô, giờ sao không vô trong này thử coi con Thú, vô này coi trong này người ta sản xuất coi sao. Mình cũng trong nghề đủ không? Quay chưa? Chưa, anh mới nãy giờ ra ngoài kia không hả? À? À, đây. Nãy người ta có tư vấn mà dựng không vô. Dạ hả? Dạ. À rồi. Nãy anh cho đây rồi. Rồi, cứ nói rõ đi, anh quay lên clip đó nghe. Cái này nãy cái khâu sản xuất sao đó. Đó. Đây là cái con sim nè. Đó, con trái. Mình hái thu mua, mình hái gì? Mình hái gì xong mình lựa những cái trái hư mà trái dập á là mình bỏ đi. Xong mình mới rửa sạch, mình làm dập trái sim đi. Mình ủ vào trong này. Mỗi lớp sim là mỗi lớp đường. Rồi, mỗi một lớp sim. Mặt sim là từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Còn cái van sim là từ 3 tới 4 năm. Như vậy. Rồi, đây rồi là mình mới cho ra thành phẩm, mình mới lắng trong nước, mình mới cho ra thành phẩm nha. À, rồi, cái cách làm rượu sim này cũng tự tựa như là rượu nho ở của mình làm nha. Sim là sim có đường, có mỗi lớp men thôi, nó có 2 nồng độ thôi. À, như vậy mình ủ có khoảng bao nhiêu lâu chị? Dạ 1 năm rưỡi đến 2 năm chú. Vậy hả? Dạ. À, vậy hả? Khoảng bao nhiêu ký tái vậy? Dạ cái này là mình ủ chừng nào mà cái này chú, rồi mình một lớp sim một lớp đường. À, rồi mình có cái này mình ủ trong vòng 1 năm rưỡi cho đến 2 năm. Là tự lấy nước. Ừ. Xong rồi thế mình mới lắng trong lại, đúng rồi, không có đổ nước à? Bao nhiêu sim một con đường, bao nhiêu đường? Một lớp sim một lớp đường, chỉ với một chút đường là cho. Lớp sim mà khoảng bao nhiêu đạn, bao nhiêu đạn? À một đầy sim gì nè chị? Cứ một lớp mình xem gì, một lớp đường gì nè, không có đầy hết nguyên hũ gì đâu. Dạ không, mình đầy nó mới ra nước là chị. Ừ. Thì đúng rồi, như cái rượu nho mình làm đó. Mình đâu có cháy nước đâu, mình cho thời gian mình ngâm ủ từ 1 năm rưỡi cho đến 2 năm, nó tự động nó ra nước rồi, xong mình chắc nước ra mình lắng, mình nướng cho ra thành phẩm đó chị. Thứ nhất là đường ra. Đúng rồi. Ờ giống như từ đường như. Dạ
không, tự động nó lên men, đường xin với đường nó tự động nó lên chị nghe thôi. Dạ không có bỏ men à. Như rượu nho của mình đó. Tự động nó lên men của con. Như vậy là trái chính rồi đi hả? Rồi xong rồi. Đây là mình quay một cái mượn cái một cái người xà nhà sản xuất bên rượu sim đó, người ta tư vấn mình chút xíu ha. Rồi trải nghiệm qua một chút xíu với các bạn xem. Vô mình quất người đại một bụng biết mà, người mua chai chứ không người vô mình quất bậy nóc một bụng rượu thôi coi à. Tám đâu vô quất cái rồi Tám ờ thử rượu đi Tám, thử rượu rồi 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 rồi. Cái này cũng có chia loại nữa hả? Dạ. Loại 1, loại 2, loại 3. Có mộc sim, hoa sim, à, rồi rượu sim. Rượu sim có 2 loại độ, độ nhỏ, cái độ lớn là lớn nhất là 29 độ. Mộc sim. Mộc sim là... Là cái bông rồi, rồi mình lấy cái mặt ra. Cái trái chứ không phải lấy cái bông à. À. Rượu sim là... Rượu sim là hình nhân mẫu mình có. Rượu trong đó chị. Cái này là cái này phải rót đầy đầy uống mấy chứ này cái đá hết trơn à. Sao? À, nó lạc rồi đó. Ngọt. Ngọt. À, nó cũng họ chọn mình với mọi sự khó của người lớn tuổi. Đậu rất nhẹ. Rót tiền miếng nữa đây, rót tiền miếng. 1, 2, 3, vô. Này để hỗ trợ cho mấy phụ nữ nữa mà ăn tiền cho. Rồi. Có thể cái này mình mua về mình pha rượu được chút. Rồi. Pha cũng cho có màu phòng đế không? Có loại rượu nào mà ông muốn? Nó uống có đá hả? Có đá, cái mật xin nó hơi ngọt thì mình dùng đá. Cái này luôn. Dạ muốn bà khen đó. Mới uống cái hết là cho miếng rồi. Rồi. Uống bà khen rồi. Đỡ đá không à? Cái mật xin là xin với đường, cái mũ lên men. Còn cái rượu xin này là mình pha với rượu thì mình lấy cái băng mình pha với rượu nếp. Còn cái hai chín độ là mình ngâm trực thì lại xin với rượu nếp luôn á. Mật xin là tốt nhất. Vậy bà đang ngâm. Đúng rồi. Rượu nếp của mình. Thử miếng mật xin đi. Rồi, mật xin với băng xin là dành cho phụ nữ, người lớn tuổi. Được không? Cao độ. Đây là mật xin là mình đắp lên cho nó lạnh. À, em cho ông cao độ á. 29 độ là cao độ nhất ở đây nè. Nhất luôn á hả? 29 độ. Trời ơi. Dạ, đây còn 29 nãy chú thử cái 14 thôi. Rồi, thử cái hình làm như hồi nãy mình thử là 14 độ. Rồi. Còn cái này là 29 độ. 29 độ. Ờ, còn hay cao hơn. Đây 29 độ đây con với chú uống một ly coi cho nó. Anh có thể anh vừa quay anh vừa dùng thử miếng. Rồi đây. À, mình cũng thử. Đây mình cũng thử một cái nha. Thử xem coi nó như thế nào các bạn. Nó bé nó chỉ dùng mật được thôi. Nó dùng mật được thôi, nó ăn không tiêu á, mình cho nó dùng mật thôi. Cũng được. Cái này là em chị uống nhà chị mua cho một lít đó. Cao nhất độ hả? Là cao nhất trong trong 29 độ là cao nhất rồi hả? Dạ cao nhất. Dạ 29 độ đó lên đây chú. 29 độ là cao nhất rồi hả? Wow. Cũng nói chung cũng 29 độ. Cái này là này như sáu hả? Dạ. Cái này có hộp không? Đây là 29 độ đây nè. Hả? Cái này là cái hộp của nó vậy nè chú. Sao không? 29 độ đây nè. Trời ơi. Dạ mình vô hộp mình thì sách tay mà mình vô thùng thôi nó không có vỏ. 160 một mua một chai vậy. Chai này là lít hả? Nửa lít ạ. Nửa lít ạ. Mình không thấy mình theo em suy nghĩ này, nếu mà mình đi qua bên Hà Tiên mình nhậu thì mình mua uống bia hả? Đừng uống bia bên Hà Tiên. Đây nè em muốn này, mua cái này uống. Ừ, bây giờ 160 nè. Em uống hôm qua nay uống bia em uống không nổi không à. 160 giờ mình mua đại hai chai đi, hai chai đủ không? Hai chai đi. Rồi, hai ba chai đi. Hai chai đi, năm chai rồi vẫn mình còn dư ra mình chia. Mình chia cá. Ừ, quốc đại hỏi thùng nhiêu đi. Hết. Lại bỏ tiền ra mua cái này 5 chai đi về bển rồi uống nhiêu bao nhiêu là về bển chia ra. Mình không uống bia nữa. Ừ. 160 một chai là 29 độ. Ừ. Ủa cái này sao nó nhẹ hơn. Đây bắt đầu mình vô trong một cái
vườn tiêu các bạn. Đây là một cái vườn tiêu. Phú Quốc gồm có là ngoài những đặc sản cũng như là nước mắm Phú Quốc, rồi rượu sim Phú Quốc, bây giờ tới có là một thêm một đặc sản của Phú Quốc nữa. Đây là tiêu. Tiêu đây các bạn, đây là nó là mình đến một cái tham quan một cái vườn tiêu. Đây. Đó các bạn thấy không? Đây là những cái hạt tiêu tiêu chính này. Các bạn thấy không? Đó. Đây là một vườn tiêu người ta trồng. Để cái chỗ này người ta cũng là cái kiểu người ta muốn kinh doanh một cái nghề cũng như là nghề người ta bán tiêu cho khách du lịch. Người ta có trồng ở trước người ta một cái nguyên một cái vườn tiêu như vậy. Không gì? Đây tiêu nó rụng dưới này nhiều lắm rồi. Đây như đây là những cái hạt tiêu tiêu chín nè. Đây những hạt tiêu chín nó rụng này các bạn, rất nhiều. Đây. Để mình kiếm một cái đây một chùm tiêu luôn, một chùm tiêu tiêu chín nha. Đây. Mình hái một chùm tiêu chín các bạn ha. Các bạn thấy không? Mình bắt xuống một cái chùm tiêu để mình xem coi, thử coi nó mình cắn hạt tiêu này thử coi nó ngon, hạt tiêu này nó ngon như thế nào mà. Đây. Thử một cái nha. Cái vỏ ở ngoài nó ngọt, nó cũng ngọt mà nó thơm mùi tiêu lắm, ngọt mà nó cũng thơm mùi tiêu nữa, nó ngọt ngọt cái vỏ mà. Còn cái hộp thì mình chưa cắn ra, để mình thử mình ăn cái vỏ của cái trái tiêu chín nè các bạn, thử coi nó sao ha. Nó ngọt ngọt, cái vỏ cũng đây, mình ăn cái vỏ rồi. Còn cái này là một cái hộp tiêu sọ nè các bạn thấy không? Ê đó, rớt rồi. Đây trong đó là cái hộp tiêu sọ. Cũng được. Đây. Bạn thấy không? Cái sọ tiêu cái này là đúng, nếu mà mình là người biết ăn tiêu đó thì mình tiêu này mới gọi là tiêu chất lượng nè. Đó, hạt tiêu này mới chất lượng. Tiêu này mới gọi là tiêu sọ đúng mức. Cái trái nó chín rồi các bạn, nó chín luôn, nó chín thì đương nhiên chắc có lẽ là cái hộp nó phải cay hơn, mình nghĩ vậy. Bây giờ mình cắn thử cái hộp luôn ha, coi nó cái nó như thế nào. Hả? Cay. cay mà ngon lắm, ngon mà ngọt nữa, nó nồng. Đây các bạn, cái này là mình nghĩ chín nhiều quá rồi nó rụng nè. Đây mình lượm cái này là mấy trái tiêu. Cũng
cũng ngon. Các bạn thấy không? Cũng có lý lắm. Cũng ăn cũng ngọt ngọt, cũng ngon ngon. Lên lên. Đâu thử thử cái trái tiêu coi. Ok. Cái ăn cái vỏ á. Cái vỏ ăn ngọt ngọt phải không? Ừ, vỏ nó ăn nó hơi nó ngon thấy thôi chứ đâu có gì đâu. Nó ngọt ngọt phải không? Ừ. Ừ, mà nó không cay, cái vỏ thì không cay. Cái vỏ nó không cay. Ừ. Thôi rồi. Mình quay trở ra thôi các bạn. Ăn cái hậu nó có vậy thôi. Ừ, ừ. Rồi chắc có lẽ là để vô trong coi người ta trong này là người ta có bán sản phẩm tiêu cho khách du lịch đó. Đó. Sao vậy? Đi làm lý lĩa vậy? Cái này là tiêu không hả? Cái này là tiêu nào, là bữa mua Đà Lạt thì ăn. Cái này là tiêu. Cái này là những sản phẩm, những sản phẩm mà mình ăn cái gì bằng tiêu ha. Đây. Cái này là cái gì? Cái món này là món là khảo của các kia phụ nữ. Rất ngon luôn. Mới nãy thì mới nãy làm mình đến rượu thì hảo của bên là thấy nam giới, còn đây các bạn thấy không, toàn là phụ nữ. Phụ nữ vô cái vùng này mạnh lắm. Cái này cũng ngon, vậy thử nè. Em ăn cái này rồi. Cái này ngon hả? Cái này ngon với lại mắm ruốc ngon. Nhưng mà chỉ có cái này chứ. Ừ, tại vì cái này nhà có tỏi nè. Cái nào? Cái này ngon à. Như là mấy cái này cũng ngon lắm, này ngon rồi. Cái này ngon hả? Cái này ngon, có vậy ok. Cái này là bình thường thôi. Cái này ngon lắm. Cái này là cái gì? Tao được không mà làm đi. Đâu, cái gì vậy? Ghẹ sữa. Cái này là cái gì? Ghẹ sữa, ghẹ sữa. Ghẹ sữa hả? Con ghẹ con hả? Bữa nay mình ăn này. Ghẹ con hả? Thôi, đọc á. Chưa. Con ghẹ con á. Đây vô đây mình thử rồi mình... Đây là ăn bài bản đồ chua là xài chấm mắm ruốc. Mắm ruốc để gì nhầm tập. Dữ vậy hả? Trời cũng dữ vậy hả? Em cái này cho tụi nó ăn đứa ngủ đi. Dễ sữa. Chứ bà lấy dễ sữa. Dễ sữa. Cá này cũng hơi hát cơm hả? Cậu Út nè em ơi. Cũng được. Được chưa? Rồi, nơi đây chị em phụ nữ đang mua các bạn ơi. Đây. Rồi. Đủ vậy hả? Sở thích của chị em phụ nữ là shopping mà các bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị là cả đoàn tính tiền
rồi bắt đầu mình đi đến một điểm khác nha các bạn. Đây thì em cũng tìm cho xong cái đã. Đây là ghẹ sữa. Mua mua cho tôi nói hai hũ muối thì đó mua bỏ vô rồi đó đứa hũ thôi cốt tiêu ngào đường rồi thôi mình tạm chia tay với các bạn ở clip này nha các bạn. Mình sẽ đi đến một cái điểm du lịch chơi tiếp tục nữa. Ngày nay mình ở đây là ngày cuối cùng ở trên cái đảo Phú Quốc này. Bây giờ thì mình đang cho em chào chị em phụ nữ tính tiền xong rồi cái cả đoàn mình đi đến một điểm du lịch gọi là Suối Tranh. Rồi các bạn hãy chờ đón xem tiếp sau nha các bạn. Xin hãy chào các bạn.